Trong ngày thi cuối, buổi sáng, thí sinh dự thi bài thi tổ hợp gồm khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, với tổng thời gian làm bài là 150 phút. Đây cũng là buổi thi có thời gian làm bài dài nhất. Cơ cấu đề thi mỗi môn trong tổ hợp gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung cơ bản phù hợp với thí sinh. Hầu hết các em rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Đề thi cũng ổn định, nói chung là cũng không có tính phân hóa quá cao, giống như là môn toán. Sau khi kết thúc môn thi thứ 3 sáng nay thì cũng thấy cũng hơi mệt mỏi nhưng mà cũng vui vì làm tốt 3 môn thi của mình trong sáng nay. Chiều nay thí sinh dự thi môn tiếng Anh với thời gian làm bài 60 phút. Nhận định chung của các thí sinh, đề tiếng Anh năm nay khá vừa sức. Nhiều em hy vọng sẽ đạt điểm cao để có thể được xét tuyển vào trường đại học mình mong muốn. Con thấy là đề Anh năm nay thì cũng khá là vừa sức, tuy nhiên thì vẫn có nhiều câu cũng khá là hơi thử thách một chút. Trước hơn ngày thi thì rất là lo lắng, khó ngủ, nhưng mà sau khi làm xong rồi thì cảm thấy rất là thỏa mãn. Con hy vọng là điểm con sẽ đủ đậu vào trường mà con mong muốn. Đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh diễn ra an toàn nghiêm túc, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi. Công tác an ninh trật tự, hỗ trợ tiếp sức mùa thi được các lực lượng phối hợp chặt chẽ, đảm bảo điều kiện tốt nhất để các thí sinh an tâm hoàn thành tốt bài thi. Toàn tỉnh có 56 thí sinh vắng thi. Từ ngày mai, hội đồng chấm thi sẽ bắt đầu làm việc. Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã thành lập ban chấm thi tự luận và ban chấm thi trắc nghiệm cũng như là ban làm phách. Thì bắt đầu ngày mai là 30 tháng 6 thì ban làm phách là bắt đầu vào làm việc. Ban chấm thi trắc nghiệm cũng bắt đầu là thực hiện các quy trình về mặt kỹ thuật, đó là các cái phần mềm cũng như là thiết bị và liên quan để đảm bảo chấm thi theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo kế hoạch, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 18 tháng 7. Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 20 tháng 7. Việc in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh hoàn thành muộn nhất ngày 24 tháng 7.